Sự sụp đổ và hồi sinh của dân tộc Israel. Phần 1. Phân ly và cường địch. Mục A. Một dân tộc, hai vương quốc. Vào thế kỷ 10 trước Chúa Giáng sinh, sau khi vua David băng hà, con trai của vua với bà Bathsheba là Solomon lên nối ngôi cha làm vua Israel. Triều đại của vua Solomon tuy được kinh thánh điểm tô rực rỡ, nhưng thực ra lại mang trong nó những khoảng tối rất đáng lo ngại. Trước hết, do xây cất liên miên những công trình to lớn, đền thờ mất 7 năm và cung rừng Liban mất 14 năm, vua Solomon đã vắt kiệt sức người dân Israel. Thứ đến, việc bị lao dịch cưỡng bức cũng khiến cho những người Israel tự do cảm thấy khó mà chấp nhận được. Sau nữa, vua Solomon lại còn đánh nhiều thuế lên các chi tộc Israel, nhưng lại miễn thuế cho chi tộc Judah, một điều hẳn gây ra rất nhiều bất mãn và oán thán nơi các chi tộc miền Bắc. Lại nữa, để trả cho những giao dịch với vua Kiram, vua Solomon đã cắt cho vua Kiram một số thành biên giới, một điều hẳn là khó chấp nhận với người dân Israel. Cuối cùng, trong đời sống cá nhân, vua Solomon đã hành xử không xứng với tư cách là vị đại diện của Thiên Chúa. Kinh Thánh kể ra tới 700 hoàng hậu và 300 cung phi của vua Solomon. Dù có thể, ông đã cưới nhiều người trong số 1.000 người vợ này vì những lý do chính trị hay ngoại giao, nhưng sự thật vẫn là trong những năm tháng tuổi già của vua Solomon, những người vợ ngoại bang này đã làm cho lòng trí nhà vua rời xa Thiên Chúa. Loạn lạc đã không diễn ra dưới thời vua Solomon, nhưng đã bùng nổ ngay sau khi vua băng hà. Khoảng năm 930 trước Chúa Giáng sinh, vương quốc Israel thống nhất tan rã do 10 chi tộc phương Bắc từ chối công nhận Rehoboam, con của vua Solomon, làm vua Israel. Thay vào đó, họ chọn Jeroboam. Các chi tộc này hình thành nên một vương quốc mới, tiếp tục lấy tên gọi là Israel, nhưng thường được gọi là vương quốc Samaria để phân biệt với vương quốc Israel ban đầu. Đi sâu một chút vào nội tình hai vương quốc, ta thấy rằng ở vương quốc phía nam, chỉ có chi tộc Juda vẫn trung thành với nhà David. Cộng với chi tộc Simeon, vốn ngay từ khá sớm đã bị đồng hóa vào chi tộc Juda. Hai chi tộc này tạo thành vương quốc Juda. Tuy nhỏ bé hơn và cũng từng nhiều lần bị Samaria và Ai Cập gây hấn, nhưng Juda vẫn giữ vững được nền độc lập và lãnh thổ của mình. Nền nội trị của vương quốc Juda rất ổn định, khi tất cả các vua ngồi trên ngai vàng Juda đều là con cháu trực hệ của vua David. Chỉ có một thời gian ngắn vào cuối thế kỷ thứ 9 trước Chúa Giáng sinh, vương quyền hoàng tộc David bị lung lay khi hoàng hậu Athalia lợi dụng cái chết ngoài sa trường của vua Jehoram để khuynh đảo triều chính và tàn sát các hoàng tử con cháu nhà David. Nhưng với sự giúp đỡ của các triều thần trung thành, hoàng tử Joas đã tiêu diệt Athalia rồi lên kế ngôi vua Juda. Về phần vương quốc Samaria, trong suốt lịch sử hơn 200 năm tồn tại của mình, từ năm 931 trước Chúa Giáng sinh đến năm 721 trước Chúa Giáng sinh, nó đã có 19 vị vua và nhiều cuộc đảo chính đẫm máu. Chỉ rất ít năm vương quốc được sống trong tình trạng về chính trị. Phân tích các truyền thuật kinh thánh, chúng ta thấy các vị vua Samaria được mô tả là không có những đức tính thánh thiện như các vua Juda. Một nét nổi bật khác của Samaria là vai trò khá quan trọng của các ngôn sứ trong các biến cố của nền chính trị. Họ có quyền trút phế một vị vua khi ông ta không làm theo ý Chúa, và họ cũng có quyền công nhận tính chính danh của một vị vua thuộc triều đại mới. Theo các trình thuật của Kinh Thánh, vương quốc Samaria đã có một khởi đầu đầy bất ổn. Mặc dù trước đó, ngôn sứ Akizahu đã từng hứa về một triều đại ổn định. Sau khi Jeroboam băng hà, Nadab, con vua Jeroboam lên kế vị. Chức sách các vua quyển thứ nhất, chương 15, từ câu 25 đến câu 31. Nhưng chỉ sau một năm, vua bị ám sát bởi Baasha, có lẽ là một viên quan trong triều đình của ông. Cũng giống như Jeroboam, vua Baasha cũng đã được chỉ định bằng sấm ngôn và cầm quyền suốt đời ông. Con trai của Baasha là Ela lên kế vị, nhưng vua bị Zimri, một viên quan của ông ta, ám sát. Zimri đã quét sạch nhà Baasha và tự xưng là vua Samaria. Dường như Zimri đã không nhận được lời sấm nào và cũng không nhận được sự ủng hộ của dân chúng.
Vương quốc Samaria rơi vào tình trạng rối loạn khi các lực lượng kình địch chăm chấp với nhau. Phải sau vài năm, Omri mới ổn định được tình hình. Ông lên ngôi mà dường như không dựa vào sấm ngôn nào. Nhà Omri nắm quyền cai trị từ năm 885 trước Chúa Giáng sinh đến năm 842 trước Chúa Giáng sinh. Đây cũng chính là thời gian hoạt động của ngôn sứ Elia. Sau đó, tướng Jehu, theo lời sấm của ngôn sứ Elisa, đã thực hiện một cuộc đảo chính đẫm máu nhất lịch sử Samaria và đã tận diệt nhà Omri. Nhà Jehu cai trị Samaria từ năm 842 trước Chúa Giáng sinh đến năm 745 trước Chúa Giáng sinh, với một triều đại đặc biệt thịnh trị của vua Jeroboam đệ nhị. Đây chính là những năm cuối cùng mà người Samaria nắm quyền tự chủ vận mệnh của mình, trước khi bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực được tạo ra bởi đế chế Assyria, tân bá chủ của lưỡng hà địa.